Đây nhá, cái cảnh này nhá, cái Tân nó sẽ vào đây sửa xe. Dạ vâng. Em sẽ lắp đồ cái thứ đi. Còn ánh sáng tản ra cho anh, không trụ lại thế đâu. Nhá. Em ơi, dây dợ bỏ hết ra rồi, hết rồi kìa, với cả để cho anh hai cái đèn dịch sang cái. Còn góc máy nhá, thì em xếp cho anh bên này, và một góc quản nữa. Nhá. Vâng. Anh uống nước đi cho đỡ mệt. Anh cảm ơn, nhưng mà anh cũng có nước rồi. Và anh sợ anh đi quay xa, ăn uống tí linh tinh, để lúc nào ấy cũng chuẩn bị đồ cho anh hết. Chị chu đáo thật đấy. Và anh lúc nào cũng lo xa, với cả đang dịch nên chị cũng sợ. Ừ, anh đi làm xa thế này mà chị cũng cho đi à? Thì công việc mà em, nhưng mà được cái và anh lúc nào cũng ủng hộ anh. Mới đầu thì cũng còn giận dỗi, đòi chia tay các thứ, nhưng mà sau đó cũng chịu để anh đi, rồi quan tâm anh nhiều hơn. Anh cũng yên tâm để chị ở nhà một mình nhờ. Em thấy vợ chồng xa nhau, dễ cãi nhau, rồi dặn nứt lắm. Cũng tùy thôi em ạ. À, thì anh không biết chứ. Vợ của anh thì lúc nào anh cũng yên tâm. Vì trước đây có rất nhiều người có điều kiện tốt, sẵn sàng lo cho cô ấy mọi thứ. Nhưng mà cô ấy chỉ chấp nhận anh, một người mà trong tay chả có gì cả. Thấy anh có vẻ yêu chị lắm nhở? Tại em thấy cứ lúc đi quay rảnh cái anh lại gọi điện ngay cho chị. Tối thì nói chuyện suốt. Đúng vậy. Mà sao em biết? Anh sợ chị ở nhà buồn, lại suy nghĩ linh tinh, nên cứ lúc nào rảnh anh lại gọi điện về. Vậy anh chị có khi nào cãi nhau không ạ? Có chứ. Nhưng mà dù cô ấy có chia tay anh bao nhiêu lần đi chăng nữa ấy, thì anh cũng không bao giờ buông cô ấy ra đâu. Chị ấy hạnh phúc nhỉ? Mà Tân đâu rồi? À, anh ấy đang đọc kịch bản của kia. Tân ơi! Dạ, em đây ạ. À, em vào ngay. Thôi, em vào quay trước nhá. Em đây, anh quay xong rồi à? Anh mới quay xong hai cảnh, đang nghỉ giải lao, nên anh gọi điện cho em đây. Anh đi làm có mệt không? Anh có nhớ uống nước em mua cho anh không đấy? Có chứ. Đây này, lúc nào anh chả mang theo mình. Mà sao rồi, em ở nhà ăn uống có đầy đủ không đấy? Anh cứ yên tâm đi làm đi, em tự lo cho mình được mà. Anh biết vợ của anh giỏi mà. À chứ, vợ của anh ấy, thì lúc nào anh cũng yên tâm. Không sợ anh nào bắt mất à? Nếu như anh sợ thì anh đã không đi làm xa rồi. Với lại nếu như em muốn đi thì em đã đi từ lâu rồi, phải không? Dẻo mỏ vừa thôi. Mà đoàn anh mới có cô diễn viên mới à? À đúng rồi, hình như tên là Huyền đấy. Mà anh không để ý nên anh không tiếp xúc nhiều. Trông bạn ấy xinh nhỉ? Diễn toàn cảnh tình cảm, chắc là thích lắm. Này nhá, em lại chuẩn bị suy nghĩ linh tinh rồi ghen tuông đấy à? Anh chỉ có mình em thôi, không suy nghĩ đến ai hết đâu. Thì biết đâu được, lửa gần dơm. Mà đoàn làm phim của anh toàn con trai, mỗi một hai bạn nữ. Nhưng mà em phải biết người yêu của em là người như thế nào chứ, đúng không? Em biết rồi, em tin anh mà. Nhưng mà anh diễn cũng đừng thân mật quá đấy nhá, em xem là em ghen đấy. Anh biết rồi, em yên tâm nhá. Mà thôi, anh phải vào diễn đây. Tối mình nói chuyện nhá. Anh quay cũng để ý sức khỏe nhá. Rảnh thì nhắn tin cho em. Anh nhớ rồi, anh vào đây. Em ra thật chưa ạ? 3, 2, 1. 3, 2, 1 bắt đầu. Tôi xin lỗi. Anh không sao thật chứ à? Tôi không sao đâu. Bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Chào anh. Dạ vâng ạ. Rồi, tắt.
Mọi người nghỉ ngơi 15 phút nhá. Tân đây. Dạ. Em xem cho anh cái phần này nhá. Tí quay luôn đấy. Dạ vâng ạ. Xe bắt cảnh sau đi em. Dạ vâng. Anh Quang có mệt không? Khăn này, anh lau đi. Anh cảm ơn, anh có rồi. Sao anh lạnh nhạt với em thế? Em nói thế là sao? Anh không hiểu. Thì lúc nào em cũng thấy anh né tránh em. Rồi những cảnh quay tình cảm, anh cũng bảo đạo diễn lược bớt. Có gì đâu. Vì anh thấy nó ấy, thực sự không cần thiết thôi. Có mà anh sợ vợ anh thì có. Đúng vậy. Anh sợ cô ấy xem, cô ấy sẽ buồn. Trừ những cảnh ép buộc ra, còn lại anh sẽ không diễn đâu. Anh ghét em đến thế à? Em nói thế là sao? Chẳng lẽ anh không nhận ra là em có ý với anh à? Em này, em biết là anh có vợ rồi mà. Đấy chỉ là người yêu của anh thôi. Em đã hỏi mọi người rồi. Nhưng đấy là vợ sắp cưới của anh. Chỉ cần kết thúc chuyến công tác này, anh sẽ cưới cô ấy. Vậy em vẫn còn cơ hội đúng không? Anh xin em đừng có làm như vậy. Anh cảm ơn vì em đã dành tình cảm cho anh. Nhưng mà anh không có ý muốn phản bội người yêu của anh. Tân ơi, người yêu mày lên thăm kìa. Anh nói gì vậy? Người yêu của em làm sao mà lên được? Cái thằng này mải thằng gái quá. Vợ mới lên thật kia kìa. Anh nói thật chứ ạ? Anh điều mày làm gì? Ra xem đúng không? Dạ vâng ạ. Bỏ cái suy nghĩ ý đi. Không làm nó siêu lòng được đâu. Vợ nó vừa ngoan vừa hiền, dễ gì nó bỏ vợ nó theo em. Anh cứ chờ xem. Bằng mọi giá anh Tân sẽ phải thuộc về em. Ôi, bớt mơ mộng đi. Cẩn thận không ngã đau đấy. Vậy thì để em ra nói chuyện với chị ta, xem chị ta bản lĩnh tới đâu. Trúc, sao em lên mà không báo cho em biết trước để anh ra đón? Sao, em đi đường có mệt lắm không? Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Em không mệt, lên thăm người yêu thì có gì mà mệt. Thôi được rồi, đi vào trong kia ngồi đợi anh một chút. Anh quay xong ấy, rồi tối mình đi ăn nhá. Vậy cũng được, em cũng muốn vào trong chào mọi người. Thế đi. Thằng này, đi ra mua thêm bàn cho anh đi nhá. Dạ vâng. Mà làm cái gì đấy? Đau lưng. Vừa mới quay một cảnh mày đau lưng cái gì? Ui, mà... Ui. Diên Tân kìa, có người yêu đến đấy. Mỗi ngày một cô. Ông này hơi bị sướng ấy. Có người yêu lên tận đây thăm, có khi tối nay anh em mình tự ôm nhau ngủ. Thay người yêu như thay áo. Đúng là thằng hai hộp sữa mà thằng không hộp nào. Không hộp nào. Sướng thế nhở? Ôi, không trêu nó nữa. Tập trung đi. Nhanh lên nhá, còn quay đấy. Ừ. Nhất anh chị đấy. Ừ. Tôi chơi với anh. Ông chị gái mặt cứ hấu hấu hấu. Chào chị. Em là Huyền, bạn diễn của anh Tân. Chị chào em. Chị là vợ của anh Tân. Vợ á? Chị chỉ là người yêu của anh ý thôi. Cưới nhau còn bỏ được, chứ yêu thế này thì đã là gì? Em có chuyện gì muốn nói với chị thì em cứ vào thẳng vấn đề luôn đi. Khá khen cho chị. Đúng là dân kinh doanh quá khác. Em vào thẳng vấn đề luôn nhá. Chị không hợp với anh Tân đâu. Chị chia tay với anh ấy đi, để anh ấy còn đến bên em. Thế em nghĩ mình xứng với anh ấy. Chứ sao, chị ở xa anh ấy như thế, chắc gì chị đã trung thủy và lo lắng được cho anh ý. Chỉ có em hàng ngày làm việc chung với anh ý thì còn tiện chăm sóc anh ý thôi.
Em hiểu anh Tân tới đâu. Em nói cho chị nghe. Bây giờ chưa hiểu, nhưng sau khi tìm hiểu thì sẽ hiểu thôi. Thế thì hơi khó cho em rồi. Chị không ngờ em lại dám nói thẳng với chị như vậy. Có gì mà không dám. Thế chị không biết, cái gì không thuộc về mình thì phải dành nó về là của mình à? Nếu như anh ấy đã muốn đi thì chị có muốn giữ cũng không được. Nhưng chị e rằng loại gái rẻ tiền như em thì anh ấy không thèm để mắt tới đâu. Chị nói cái gì cơ? Thật ra hôm nay chị lên đây một phần là vì nhớ anh Tân, và quan trọng hơn là chuyện của hai người đấy. Chuyện hai người là sao? Em nghĩ chị cho anh Tân đi làm xa như vậy mà không có tai mắt à? Chị nghe nói em luôn bám lấy anh Tân, mặc dù anh ấy không thèm để mắt tới em. Sao mà phải khổ thế hả em? Là con gái thì phải để cho họ theo đuổi mình chứ. Chỉ có anh ý mới xứng với tôi thôi. Vậy sao? Vậy mà chị nghe nói em cặp với không ít đại gia đâu đấy. Chị đừng có mà nói láo. Nói láo sao? Vậy thì em phải xem đi. Chị cho người theo dõi tôi à? Chị muốn biết người đấy là ai mà lại dám đối đầu với chị. Nhưng e rằng so với sự hy sinh của chị thì làm khó em rồi. Được, chị khá lắm. Em quá khen rồi. Yêu diễn viên thì phải biết chấp nhận những điều tác động xung quanh nó. Quan trọng là mình triệt nó kín kẽ và không làm mất mặt chồng mình. Chị cảnh cáo cho em biết, nếu như em còn bén mảng xung quanh chồng chị ấy, thì những tấm ảnh của em, chị không chắc là nó sẽ còn ở yên ở đây đâu. Chị được lắm. Anh Tân, em chỉ muốn nói với chị ý là chị ý rất may mắn khi có được người yêu như anh thôi. Không phải diễn nữa đâu. Như thế còn giả quá đấy. Như thế này mới thật này. Sao anh lại để vợ anh đánh em? Em nói đủ chưa? Ý anh là sao? Cô ta đánh em mà anh như thế, anh bênh cô ta à? Em nên nhớ, đây là đoàn làm phim. Hành động tự tát vào mặt của mình ấy, anh đã trông thấy rồi. Em đừng có nói dối nữa. Được, em sẽ nói với đạo diễn anh để vợ anh đánh em. Vợ anh là người như thế nào, anh là người hiểu rõ nhất. Cho dù ai có làm sai với cô ấy hay làm cô ấy đau, chỉ cần anh nói xử thôi là cô ấy sẽ can ngăn. Hơn nữa ấy, cô ấy không bao giờ đánh người vô tội cả. Anh đã nói với em nhiều lần rồi, đừng làm phiền anh và vợ của anh. Anh dám làm thế với em à? Chị khuyên em, sống ở đời thì nên tìm cho mình một người phù hợp. Ngay cả khi chị có nhường anh Tân cho em thì chưa chắc anh ấy đã ngả vào lòng của em đâu. Cuộc sống ấy, giày vừa chân ai thì người đấy xỏ, chứ đừng đi cướp của người khác, sẽ làm tổn thương đôi bàn chân của mình đấy. Mình đi thôi em, cô ta không đáng để mình bận tâm đâu. Còn từ ngày mai, cô không cần phải đến phim trường nữa. Tôi đã nói với đạo diễn rồi. Sao lại thế? Mà anh nghĩ anh là ai mà anh nói đạo diễn phải nghe? Tôi chẳng là ai cả. Tôi chỉ là một diễn viên phụ trong đoàn làm phim và bộ phim này thôi. Nhưng mà ấy, tôi đã đóng góp phần đầu tư đấy. Tôi không muốn một người thiếu nhân cách như cô xuất hiện trong bộ phim của tôi. Anh dám làm thế với tôi sao? Tôi nói cho cô biết, đừng bao giờ bôi bẩn nghề diễn. Đáng nhẽ ra cô phải cố gắng giữ gìn sự trong sạch cho nghề, nhưng đằng này cô lại khiến nhiều người có suy nghĩ sai lệch về nghề đấy. Giữ mình trong sạch đã khó, giữ nghề trong sạch còn khó hơn. Cô về mà học lại nhân cách đi. Đi thôi em.
chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem tập phim vừa rồi cũng như là đồng hành cùng FM trong thời gian qua. Mình cũng cảm ơn công ty Kohino cùng với nhãn hàng Zig Hair đã tài trợ cho bọn mình tập phim này. Đây là một sản phẩm chăm sóc tóc tóc rất là tốt. Giúp tóc khỏe mạnh hơn. Thì sản phẩm này có giá là 980.000. Bạn nào mà muốn mua thì có thể lên trang web của Kohino cũng như là fanpage của Kohino để mua nhé. Sắp tới thì bọn mình sẽ vẫn tiếp tục hai series, đấy là Tuổi Thanh Xuân và Về Thời Sinh Viên, cũng như là Tháng Sinh Thở. Đây là hai bộ phim bọn mình sẽ xác định làm lâu dài như là theo cái lối hài hước. Các bạn thích xem phim này thì hãy cho mình một lượt đăng ký, một lượt share, một lượt chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một lượt like, một lượt share. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.